Truyền thông Nga, 96% phiếu đã ủng hộ gia nhập Nga. Ukraine không công nhận. Bốn vùng lãnh thổ của Ukraine do Nga kiểm soát đã tiến hành trưng cầu dân ý từ ngày 23 đến 27 tháng 9 về việc sáp nhập vào Liên bang Nga. Phía Nga cho biết, kết quả ban đầu cho thấy người đi bỏ phiếu ủng hộ sáp nhập Nga. Theo truyền thông Nga, kết quả sơ bộ cho thấy hơn 96% người bỏ phiếu ở các khu vực Ukraine do Nga kiểm soát đã ủng hộ việc gia nhập Nga. Hãng thông tấn RIA đưa tin. Cập nhật trực tiếp của hãng tin Sputnik News ngày 27 tháng 9, các cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập Nga tại Donetsk, Lugansk, vùng Zaporizhia và Kherson diễn ra trong bối cảnh Ukraine tiếp tục bắn phá các vùng lãnh thổ này. Tính đến ngày cuối cùng của cuộc trưng cầu dân ý, tỷ lệ cử tri đi bầu được ghi nhận ở Lugansk, Donetsk, Zaporizhia và Kherson lần lượt là 86,89%, 83,61%, 66,43% và 63,58%. Kết quả trưng cầu dân ý được tính là hợp lệ khi hơn 50% số cử tri đã đăng ký bỏ phiếu ủng hộ sáp nhập. Sputnik News cho biết, ông Denis Pusilin, người đứng đầu vùng ly khai Donetsk, nói rằng kết quả sơ bộ của cuộc trưng cầu ý dân ở Donetsk tốt hơn mong đợi. Chúng tôi hài lòng với kết quả sơ bộ về lựa chọn của người dân. Mọi thứ thậm chí còn tốt hơn những gì chúng tôi mong đợi. Tình hình chứng tỏ đã rõ ràng hơn rằng chúng tôi muốn về nhà, chúng tôi muốn về với Nga. Ông Pusilin nói trên kênh truyền hình Russia 24. Theo hãng tin Reuters, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói chiêu trò trưng cầu ý dân không có giá trị của Nga sẽ không có tác động tới hành động của Ukraine trên chiến trường hoặc các chính sách của nước này. Ngày 27 tháng 9, người đứng đầu Thượng viện Nga cho biết có thể xem xét sáp nhập Donetsk, Lugansk, vùng Zaporizhia và Kherson vào Nga ngày 4 tháng 10, hãng tin thông tấn RIA đưa tin. Hãng tin Reuters cho biết kết quả của cuộc trưng cầu ý dân tại 4 lãnh thổ của Ukraine do Nga kiểm soát đã được dự báo là ủng hộ sáp nhập vào Nga. Ukraine và các đồng minh khẳng định sẽ không công nhận kết quả các cuộc trưng cầu ý dân này. Ukraine và phương Tây xem xét tất cả các lãnh thổ của Ukraine do lực lượng Nga kiểm soát đều là chiếm đóng bất hợp pháp. Chuyển sang phần tin quốc tế. Sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa vào lúc 23 giờ ngày 25 tháng 9 theo giờ địa phương, tức là 4 giờ sáng ngày 26 tháng 9 theo giờ Việt Nam, Liên minh Trung hữu bao gồm Đảng Anh em Italy của bà Giorgia Meloni, Đảng Liên đoàn của ông Matteo Salvini và Forza của cựu thủ tướng Silvio Berlusconi có nhiều khả năng sẽ giành được chiến thắng. Kết quả cuộc thăm dò ý kiến sau bỏ phiếu cho thấy là Liên minh Trung hữu giành được 42,6% số phiếu bầu, tiếp theo là Liên minh Trung tả do Đảng Dân chủ lãnh đạo với 27,8% tới 28,3%, Đảng Phong trào 5 sao 16,1 tới 16,4%, Liên minh Trung dung từ 7% tới 7,4% và các đảng khác là từ 6,1%. Về tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thì số liệu sơ bộ cho thấy chỉ có khoảng 64,67% cử tri Italy đã tham gia bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử này. Một con số thấp đáng kể tại một quốc gia có mức độ tham gia chính trị cao trong lịch sử. Như vậy, theo kết quả trên thì Italy có thể sẽ có một nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử. Hôm qua, truyền thông Iran đưa tin Ngoại trưởng nước này đã kêu gọi Washington thể hiện rõ quyết tâm và thiện chí hơn nhằm đạt được thỏa thuận khôi phục để thỏa thuận hạt nhân ký hồi năm 2015 đang bị đình trệ. Lời kêu gọi trên được Ngoại trưởng Iran đưa ra trong bài phát biểu trước các phóng viên tại New York, Mỹ. Sau cuộc gặp ngoại trưởng các nước bên lề kỳ họp thứ 77 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ông cho biết trong vài ngày qua, giới chức Mỹ đã gửi tin nhắn thể hiện sự thiện chí của Washington trong việc hướng tới một thỏa thuận hạt nhân. Tuy nhiên, ngoại trưởng Iran nhấn mạnh Tehran yêu cầu Mỹ thể hiện quyết tâm và thiện chí để đạt được thỏa thuận thực sự. Cũng trong phát biểu của mình, ông khẳng định các cuộc đàm phán hiện nay chủ yếu tập trung vào việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Tehran. Truyền thông Anh ngày hôm qua đưa tin Thủ trưởng tướng Liz Truss đang chuẩn bị tiến hành xem xét hệ thống thị thực của nước này trong một động thái nhằm giải quyết tình trạng thiếu lao động trầm trọng trong các ngành công nghiệp chủ chốt của nước Anh. Theo đó, thì nhiều khả năng Thủ tướng Anh có thể sẽ phải đi ngược lại quan điểm chống nhập cư của một số thành viên trong nội các bằng cách điều chỉnh danh sách các ngành nghề đang bị thiếu hụt lao động, từ đó cho phép một số ngành nghề thu hút nguồn lao động nhập cư từ nước ngoài. Bên cạnh đó, thì London cũng có thể xem xét việc nới lỏng yêu cầu nói tiếng Anh trong một số lĩnh vực nhằm tạo điều kiện thu hút nguồn lực lao động từ nước ngoài nhiều hơn. Dự kiến thì Bộ Nội vụ Anh sẽ đưa ra một bản cập nhật trong những tuần sắp tới.
Hiệp hội Ngân hàng Liban ngày hôm qua cho biết các ngân hàng tại nước này sẽ mở cửa trở lại từ ngày hôm nay 26 tháng 9 sau 5 ngày buộc phải tạm dừng hoạt động vì làn sóng người gửi tiền tấn công các ngân hàng để đòi rút các khoản tiết kiệm bị đóng băng suốt 3 năm qua. Quyết định mở cửa trở lại được đưa ra sau khi giới chức ngân hàng cân nhắc về các điều kiện khó khăn về an ninh và nhu cầu duy trì đảm bảo an toàn cho cả khách hàng và nhân viên ngân hàng. Mỗi ngân hàng sẽ được phép tự quyết định những kênh giao dịch với các tổ chức thương mại, giáo dục, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cũng như các lĩnh vực khác. Liban đang lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua. Nước này đã ghi nhận tỷ lệ lạm phát ở mức 3 con số tháng thứ 25 liên tiếp. Dù chính phủ Liban đã cam kết sẽ thực hiện cải cách, nhưng đến nay vẫn chưa thể nhất trí được một kế hoạch khôi phục hệ thống tài chính hay là triển khai các biện pháp chủ yếu để đưa nước này thoát khỏi khủng hoảng. Thưa quý vị và các bạn, khi mà đời sống của người dân ngày một nâng cao và môi trường cạnh tranh càng lớn, thì việc đảm bảo an toàn thực phẩm là chìa khóa của các siêu thị lớn để xây dựng lòng tin đối với người tiêu dùng. Quả đúng như vậy, việc ưu tiên đảm bảo chất lượng, vệ sinh và an toàn thực phẩm là mẫu số chung của các hệ thống siêu thị uy tín và thành công trên thế giới. Bên cạnh đó thì nhiều quốc gia cũng đã có những mô hình quản lý chất lượng khắt khe để đảm bảo nguồn cung tới tay người tiêu dùng. Tại Đức, có hơn 20 hệ thống siêu thị lớn. Edeka là một trong những siêu thị được người tiêu dùng tín nhiệm vì thực phẩm tươi ngon và đảm bảo chất lượng. An toàn thực phẩm là vấn đề luôn thường trực trong tâm trí chúng tôi từng phút một. Đó chính là lý do khách hàng lựa chọn quay lại với siêu thị. Do đó, chúng tôi dành rất nhiều tâm huyết trong việc đảm bảo nguồn cung thực phẩm sạch và an toàn. Khâu kiểm định vệ sinh an toàn và chất lượng thực phẩm tại siêu thị rất phức tạp, có tên gọi MarketGuard. Bộ phận kiểm định là một bộ phận độc lập với siêu thị. Chúng tôi sẽ kiểm tra thường xuyên các sản phẩm bày bán trong siêu thị và kiểm tra nồng độ hóa chất, dinh dưỡng của từng sản phẩm, đặc biệt là đồ tươi sống và rau củ. Các công cụ phục vụ quá trình này đều đáp ứng đúng tiêu chuẩn an toàn vệ sinh toàn cầu. Mỗi nhân viên đều được đào tạo về MarketGuard, nắm rõ quy định và tiêu chuẩn từ các khâu đầu vào, đóng gói và kiểm tra định kỳ hàng hóa mỗi ngày. Nhờ đó, các sản phẩm trong siêu thị luôn tươi ngon và khách hàng yên tâm về chất lượng. Còn tại Pháp, năm 2016, một sự cố về sản phẩm bánh không đạt tiêu chuẩn được bày bán trong siêu thị đã được điều tra và xử lý nghiêm ngặt nhằm xây dựng lại lòng tin cho người tiêu dùng. Vụ việc này có sự vào cuộc của các chuyên gia dinh dưỡng, nhà lập pháp và sau đó là bộ phận kiểm định chất lượng, bảo vệ người tiêu dùng. Sau khi nhận được khiếu nại từ khách hàng, chúng tôi đã đi đến cơ sở chế biến, kiểm tra về thành phần và xét nghiệm kỹ các sản phẩm liên quan, sau đó đưa ra thông báo cụ thể tới người tiêu dùng. Thực tế thì các doanh nghiệp trang trại liên quan tới nguồn cung thực phẩm không chỉ có mối liên hệ với khách hàng mà cả các bên kiểm định. Để có thể đảm bảo việc đưa hàng hóa vào siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi, họ đều phải chứng minh được chất lượng của sản phẩm. Sau vụ bê bối này, Pháp đã áp dụng chương trình quét mã vạch sản phẩm tại các hệ thống siêu thị, cửa hàng trên cả nước để đảm bảo độ tin cậy về hàng hóa được bày bán. Nếu có bất cứ điều gì bất thường, khách hàng đều có thể khiếu nại trực tiếp lên cơ quan chức năng và bộ phận kiểm định. Có thể nói, xây dựng một hệ thống kiểm định chất lượng hàng hóa quy chuẩn cùng với các giải pháp công nghệ hiện đại, quản lý chặt chẽ sẽ là chìa khóa thành công của các siêu thị ở bất kỳ quốc gia nào.